Như vậy là sao? Em nói với anh, em đi ăn với bạn em, mà trong khi đó em tay trong tay với thằng khác. Em trả lời đi. Anh nói vậy là sao? Em đâu có làm gì có lỗi với anh đâu. Không có. Vậy chứ cái này là cái gì? Cái này... chia tay đi. Mình chưa cưới nhau, không có ràng buộc hay là dướng mắt gì hết. Em, anh và em, mỗi người mỗi con đường riêng đi. Chia tay thì chia tay, mà anh không cần phải đi đâu. Tôi sẽ đi. Với lại á, tôi cũng không muốn ở trong cái căn phòng tồi tàn như thế này. Thank you.